បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអំពីការ object AutoCAD 3D convert with the AutoCAD 3D high, you can convert with the element mode AutoCAD structural detailing. Chung the bone like you can buy element by gongs and by a twerker won't buy element. But Automatu could you visual which is 3D, you will use 3D. Dương ví dụ object 3D. Bắt đầu mà tước cứ dương convert object tổng bay nâng ở khai chỉ AutoCAD 3D. Cứ dương pra thu chỉ mua nâng 3D modeling. 3D modeling cứ chỉ option mua nâng khăn AutoCAD thông đá đây. Dương dương ai à model với mua chỉ 3D chân dương extrude vi lãng. Chân đăng thà vì cái âm này đó cái âm này cứ có vài vì mà mài cả lá hay chân vì ní mà đó ní mà mài cả lá cái này ní cứ mặt tận chân nhưng mai convert vì mà nhập extrude vì lá object nữa cứ dùng extrude vì lá mà mài cả lá và to mà tước cứ dùng extrude này mà ta landing bây giờ ní cứ mà mài cả lá bộ mài cả lá bộ thay mặt tận những cái bay mài mặt tận chân dùng extrude với bay mài mặt tận có to mà tức cứ dùng extrude element mới tiết không là khan này là sao tại nhưng cho anh tới vì anh miền này rồi thì tôi chẳng dùng ai thuê cả cao lang vĩnh cao object lang vĩnh xong cao lang tiết nhưng vậy của mình bồi lá hay nhầm cao object lang vĩnh chúng nó không lệch hàng ấy dùng ở trong bài prao thu không là prao prao ASD thế cứ dùng prao lệch cái này convert time mà đó tao mà thức cứ dùng extrude làm đoạn đến cứ format là chúng object trong bay nắng vì khai chia 3D vì khai chia 3D vì phải phải chụp một element nào AutoCAD structural đây phần tay vì toàn khai chia element bảo vệ tên list ha đây chỉ AutoCAD thông đa và tao mà tức cứ như mà rotate đồ vía nhưng mà rotate object này ok tao mà tức nhưng rotate object như này tụi bạn tự nhiên mở rotate object như thế này ok và tao máu dương mu object nâng tập đạn ở vị C chim mùi nâng chim mùi nâng element nâng tự nhiên mu vì some top user move it to symmetry here hay tốt đó nhưng move sao dân convert to 3D got just name mà tiền ấy dùng mù về chỗ
chứ dừng chân đánh nhưng tại mơ về sân chỉnh cái chân mua là chắc là như vậy sẽ chọn vào element pin năng chẳng gạt chip và nhà y tế và tao mà tức cứ như là nhu nhiến dùng vài nhu nhiến nữa nhu nhiến dùng sử dụng object năng đó chẳng object những việc là chỉ element mỗi và tao mà tức cứ như ngào cho nó năng program SD dùng vĩnh cứ dùng cho mà tool dùng cho việc chỉ và tao bị lôi cho form với cứ dùng hai convert chỉnh nó cứ dùng cho từ lời stair và tao mà tức cứ dùng cho tập bằng các page stair thay nhưng mà xong modify men ha stair thằng ngon đi nhưng mà tờ cao prao thì hiện thế vì chỉ sample chứ dùng ảnh lục bị bàn lục bị chào tổng hợp tới tập tầm môi về simplify bây giờ nó chân chân cho vệ tha create và to bị cho create dừng cho được một hệt bộ ACIS solid and then và to mà tức bây giờ đặt chmua nhầm đặt tha stair title và đặt ta một hệt này bây giờ chân dừng rồi vệ tha select solid chân thu nâng viên chạp ở dưỡng ô tôm tích tạm đó ok chân nâng dưỡng bán hay dưỡng tục trào nâng tới chân nhóm ai dưỡng mặt đạn nâng nông structure với dưỡng bán nhóm nhảy đạn nâng structure với dưỡng bán bố tia ra ở lâu nhưng mà toàn nâng tích tạm tế chân nhóm trâu tại copy plong chôn hết thái thù nhóm chân nhóm copy plan tới control cc hết chỗ best point mỗi và to mặt tới cứ nhóm châu nó không cam thì ISD bây giờ cứ nhóm châu từ lớp bị home cho pass hay dương pass as blocks thì mỗi bên chân giờ là đoàn tiền ok chân dương bài sẽ lớn point đi bây giờ chân nhóm bàn plan đi mong vào châu rồi và to mất tiền cái lại này cứ chỉ opening opening mà dừng chân nhóm thở ca cắt opening sẵn cứ dừng cho từ lớp bệ thá open slab nắng slab từ lớp bao rồi bỏ slab tạo mấy nhóm việc khác chân nhóm cắt và lòng chân ở xa tại slab ở nhóm cứ cái to lắm cắt như thế sau một tiếng cứ nhầm cho việc hạn đoàn tiết cho những cắt boundary này
chung video opening video opening bắt đầu mà tức cứ nhóm cho từ lớp stair hai nhóm insert perfect title nhóm nâng tạm đó nhóm cho rotation tao mà tức cứ nhóm mỗi element nó cho tạm đó liên trên tới cho mọi những cái boundary wow. Ok được tìm chẳng liên cho mà mơ càng nghe bây giờ vậy chẳng nhưng mơ ok chúng ta dẫn nâng khổ này slab này cứ dùng là thử cả cho về tế xa về nó chốn ground thử cả cho về tế nó mới dùng modify là vào gì bởi vì cứ dùng cho top ok chẳng à dùng video gì à xây đi ok chân nguyên thái sẽ đào dẫn cứ chọc trên phía năng tờ và tập mà tôi dừng trong một kia dẫn cứ dừng thử hết này và dừng chân nguyên thái quay đi thử ca chó cứ dừng thử ca chó kháng lơ tệ của kháng khóm đấy cứ chọn basement tp cứ dừng ở thử ca chó về tệ chân trở đào dẫn dừng anh một đèo tới cười nhé dừng một basement tp bây giờ ok chẳng về tờ connection cho mọi người nâng chọn bi bọn chẳng dân anh một đèo tới bi học chú cư dân cư từ tùa bàn tạm đó chẳng một tì hơi dân chọn bi học chú cư dân từ tùa bàn này chẳng nâng nâng mê riêng cư nhầm chọn bằng 2 nhầm pi ca một đèo tờ lươi chả đá đầy dân pra chỉ lẹp nạ AutoCAD thông bản á converter to 3D tập mà tức cư dân thay nâng nâng cam thí AutoCAD structural detailing bi bọn áp ràng dân và xong một cục